Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, tuần 19, trang 14, 18. Rút gọn câu. Một La Mã, thế nào là rút gọn câu? Một nhỏ, cấu tạo của hai câu sau có gì khác nhau? A. Học ăn, học nói, học gói, học mở, tục ngữ. B. Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở. Như vậy thì ở câu số 1 này, cấu tạo của câu A không có chủ ngữ, còn câu B thì đầy đủ chủ vị. Rồi tiếp theo câu số 2 nhỏ, tìm những từ ngữ có thể làm chủ ngữ trong câu A. Thì những từ ngữ có thể làm chủ ngữ trong câu A đó là tôi, ta, em, chúng tôi, chúng em, vân vân. Tiếp theo câu 3, theo em vì sao chủ ngữ trong câu A được lược bỏ? Thì chủ ngữ trong câu A bị lược bỏ là bởi vì toàn bộ cụm động từ làm vị ngữ đã trở thành một cái kinh nghiệm, lời khuyên chung cho nhiều người, không phải riêng ai. Tiếp theo câu 4 nhỏ, trong những câu in đậm dưới đây, thành phần nào của câu được lược bỏ, vì sao? A. Hai ba người đuổi theo nó, rồi ba bốn người, sáu bảy người. Nguyễn Công Hoan. B. Bao giờ cậu đi Hà Nội? Ngày mai. Đầu tiên là ở câu A, lược bỏ vị ngữ, vì có thể căn cứ vào câu trước để xác định được cái vị ngữ đuổi theo nó cho câu đó. Còn ở câu B, lược bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ, vì ở câu hỏi bao giờ cậu đi Hà Nội, có thể hiểu được ý của câu trả lời là ngày mai tôi đi Hà Nội. Ghi nhớ, khi nói hoặc viết có thể lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn. Việc lược bỏ một số thành phần câu thường nhằm những mục đích như sau: làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh, vừa tránh lặp những cái từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước. Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người, lược bỏ chủ ngữ. Tiếp theo là hai La Mã, cách dùng câu rút gọn. Một nhỏ, những câu in đậm dưới đây thiếu phần nào, có nên rút gọn câu như vậy không, vì sao? Sáng chủ nhật, trường em tổ chức cắm trại, sân trường thật đông vui, chạy lăn quăng, nhảy dây, chơi kéo co. Thì ở đây các câu in đậm thiếu thành phần chủ ngữ, không nên rút gọn như vậy, bởi trong cái trường hợp này, việc rút gọn đã tạo ra cái sự cộp lốc khó hiểu. Tiếp theo câu 2 nhỏ, cần thêm những cái từ ngữ nào vào câu rút gọn in đậm dưới đây để thể hiện cái thái độ lễ phép. Mẹ ơi, hôm nay con được điểm 1 điểm 10. Con ngoan quá, bài nào được điểm 10 thế? Bài kiểm tra toán. Thì ở đây các em cần phải sửa lại đó là cái câu in đậm đây ở trên đây thể hiện cái thái độ lễ phép, đó là sửa lại câu in đậm như sau: bài kiểm tra toán ạ. Rồi tiếp theo là ba nhỏ, từ hai bài tập trên hãy cho biết khi rút gọn câu cần chú ý những điều gì. Tóm lại, khi rút gọn câu cần chú ý tránh gây khó hiểu, cộc lốc, hiểu sai nội dung, đồng thời cũng nên tránh cái thái độ thiếu lễ phép, khiếm nhã. Ghi nhớ, khi rút gọn câu cần chú ý không làm cho người nghe, người đọc hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ nội dung câu nói, không biến câu nói thành một câu cộc lốc, khiếm nhã. Tiếp theo là ba La Mã luyện tập. Một, trong các câu tục ngữ sau, câu nào là câu rút gọn, những cái thành phần nào của câu được rút gọn, rút gọn câu như vậy để làm gì?
A. Người ta là hoa đất. B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. C. Nuôi lợn, ăn cơm nằm, nuôi tầm, ăn cơm đứng. D. Tất đất tất vàng. Thì ở câu số 1 này, câu rút gọn là câu B và câu C. Chúng được rút gọn chủ ngữ. Mục đích là tạo ra sự ngắn gọn, cô đọng, một cái đặc điểm của tục ngữ. Hơn nữa, các câu này mang cái ý nghĩa đúc kết, mang cái ý nghĩa là đúc rút kinh nghiệm chung. Rồi tiếp theo câu số 2 nhỏ. Hãy tìm câu rút gọn trong các ví dụ dưới đây. Khôi phục những cái thành phần câu được rút gọn, cho biết vì sao trong thơ ca dao thường có nhiều câu rút gọn như vậy. A. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá đá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng còn quất quất, thương nhà mọi miệng cái ra ra. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, bà huyện Thanh Hoang. Câu B. Đồn rằng quan tướng có danh, cưỡi ngựa một mình chẳng phải bình ai. Ban khen rằng ấy mới tài, ban cho cái áo với 2 đồng tiền. Đánh giặc thì chạy trước tiên, xông vào trận tiền khởi khố giặc ra. Giặc sợ giặc chạy về nhà, trở về gọi mẹ mổ gà khao quân, ca dao. Như vậy ở đây, ở đoạn A, câu khôi phục bổ sung chủ ngữ là ta, câu rút gọn là bước tới đèo ngang bóng xế tà. Bổ sung cái câu tiếp theo đó là bổ sung chủ ngữ ta. Câu rút gọn là dừng chân đứng lại trời non nước. B. Người ta thì đây là cái bổ sung chủ ngữ người ta. Câu rút gọn đó là đồn rằng quan tướng có danh. Bổ sung chủ ngữ quan tướng. Câu rút gọn cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịnh ai. Vua ban khen rằng ấy mới tài, quan tướng đánh giặc thì chạy trước tiên. Quan tướng trở về gọi mẹ mổ gà khao quân. Thì như vậy ở đây, đây là một cái câu khôi phục. Thì ở đây những cái từ bổ sung chủ ngữ cho những cái câu rút gọn ở trên. Thì cái, ở câu A và câu B ở trên đều là những câu rút gọn. Thì ở đây chúng ta có thể bổ sung chủ ngữ đó là ở câu A, bước tới đèo ngang bóng xế tà, thì chúng ta có thể nói là ta bước tới đèo ngang bóng xế tà, ta dừng chân đứng lại trời non nước. Thì ở những từ ở bên đây là những cái từ bổ sung chủ ngữ. Thơ ca, ca dao thường có nhiều câu rút gọn là vì thơ ca dao chuộng cái lối diễn đạt xúc tích. Số chữ trong cái mỗi dòng thơ cũng hạn chế theo luật thơ. Rồi tiếp theo câu số 3 nhỏ. Vì sao cậu bé và người khách trong câu chuyện dưới đây hiểu lầm nhau? Qua câu chuyện này em rút ra được cái bài học gì về cách nói năng? Mất rồi. Một người có việc đi xa dặn con. Ở nhà có ai hỏi thì bảo bố cháu đi bắn nhé. Sợ con mãi chơi quên mất, ông ta viết mấy câu vào giấy đưa cho con bảo. Có ai hỏi thì cứ đưa cái giấy này. Đứa con cầm giấy bỏ vào túi áo. Cả ngày chẳng thấy ai hỏi, tối đến nó thắp đèn, lấy giấy ra xem, chẳng may để giấy cháy mất. Hôm sau có người khách lại chơi hỏi, bố cháu có ở nhà không? Thằng bé ngẩn ngơ hồi lâu, sực nhớ ra, sờ vào túi không thấy giấy liền nói, mất rồi. Ông khách sửng sốt, mất bao giờ? Thưa, tối hôm qua. Sao mà mất nhanh thế, cháy ạ? Chuyện cười dân gian Việt Nam. Như vậy ở đây cái lý do gây hiểu lầm đó là việc sử dụng những câu rút gọn làm cho cái đối tượng đề cập của hai người trong cuộc đối thoại không trùng khớp.
Trong khi vị khách hỏi về người bố cậu bé, thì cậu bé lại trả lời về tờ giấy mà bố đưa. Bài học đó là nên tránh rút gọn câu trong những cái trường hợp ngữ cảnh không rõ ràng, dễ gây hiểu lầm. Rồi tiếp theo câu số 4 nhỏ, đọc truyện cười sau đây cho biết chi tiết nào trong truyện có tác dụng gây cười và phê phán tham ăn. Có anh chàng phàm ăn tục uống, hãy ngồi vào mâm, là chị gấp lấy gấp để, chẳng ngẩng mặt nhìn ai, cũng chẳng muốn chuyện trò gì. Một lần đi ăn cỗ ở nhà nọ, có ông khách thấy anh ta ăn uống lỗ mãn quá, bèn lân la gợi chuyện. Ông khách hỏi, chẳng hay ông người ở đâu ta? Anh chàng đáp, đây. Rồi cắm cúi ăn, thế ông được mấy cô mấy cậu rồi, mỏi. Nói xong, lại gấp lia gấp lẹ, ông khách hỏi tiếp, các cụ thân sinh ông chắc còn cả chứ? Anh chàng vẫn không ngẩng đầu lên bảo, tuyệt. Truyện cười dân gian Việt Nam. Thì ở đây cái chi tiết gây cười và phê phán, rút gọn câu ngắn gọn, quá ngắn gọn, cọc lóc không phù hợp. Đây, ý nói là người ở đây, mỗi là nhà có một con, tiệc là bố mẹ đã mất rồi. Gây ra cái sự thô lỗ, khiếm nhã với người khác. Phê phán ở đây là phê phán cái thói tham ăn, đến mất lịch sự, mất tình nghĩa. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để xem những video tiếp theo nhé. Chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.